Đề bài nè. Đề bài cho tìm M chấm hỏi để phương trình x bình trừ 2m cộng 1 nhân x cộng m bình cộng 3 bằng 0. Có hai nghiệm thỏa mãn x1 chỉ định đó x1 cộng chỉ định đó x2 bằng 10. Thì để giải quyết được bài này, thứ nhất các bạn phải xác định giúp lỡ phương trình có hai nghiệm. Thì các bạn viết lại đề nè, viết lại đề nha các bạn. X bình trừ 2m cộng 1x cộng m bình cộng 3 bằng 0. Xác định giúp lỡ A nè, B nè và C. Thì ta có A bằng 1 nè, B bằng trừ 2m cộng 1 nè, C là m bình cộng cộng 3. Được chưa? Thì ở đây các bạn thấy rằng B của mình là gì ạ? B của mình là số chẵn nè, được chưa ạ? Bởi vì nó chia hết cho 2 nên các bạn tính B phẩy để chi ạ? Để các bạn tính delta phẩy cho cái số nó nhỏ nha các bạn. Được chưa? Bằng B chia 2. Rồi lấy này chia 2 ra trừ m cộng cộng 1. Được chưa? Thì đối với bài này các bạn không cần phải tính delta mà các bạn hãy dùng dùng cái kiến thức này nè mọi người, hãy dùng kiến thức này giúp lỡ nha. Đây, đây là A đúng không ạ? Đây là C đúng không ạ? Thì ta thấy điều gì ạ? Không phải nha, đúng rồi, vậy mình phải tính delta nha mọi người, tính delta giúp lỡ. Đang xin lỗi, tính delta phẩy đi ạ, tại vì đây nhân đây không phải là số âm nha. Đó, rồi delta phẩy thì bằng B phẩy bình trừ AC bằng B nè, B phẩy nè là trừ M cộng 1 tất cả bình trừ E nè nhân C nè. Rồi, bình phương mất dấu trừ, vậy ra M cộng 1 tất cả bình trừ M bình cộng 3. Rồi, các bạn khai triển hằng đẳng thức giúp lỡ. Đây là A bình cộng 2 nhân A nhân B cộng B bình trừ đổi dấu M bình trừ 3. Rồi các bạn rút gọn nè. Vậy mình sẽ ra gì ạ? Ra là 2M trừ 2. Và đề bài kêu gì ạ? Có hai nghiệm thôi nha các bạn. Có hai nghiệm thì các bạn nhớ giúp lỡ. Phương trình mà có hai nghiệm thì delta phải lớn hơn bằng 0. Và các bạn ghi để phương trình có hai nghiệm khi và chỉ khi delta lớn hơn bằng 0. Thì khi và chỉ khi delta đây là các bạn, xin lỗi ở đây mình delta phẩy, khi mình ghi delta phẩy nha thì sẽ là 2m trừ 2 lớn hơn bằng 0. Và các bạn chuyển vế đổi dấu nhân chia cộng trừ vậy m sẽ lớn hơn bằng 1. Và các bạn kết luận vậy m lớn hơn bằng 1, phương trình có hai nghiệm. Được chưa? Ok chỗ này chưa? Sau đó các bạn tiếp tục, các bạn muốn tính được cái biểu thức này thì các bạn phải làm hệ thức vi s nha mọi người. Hệ thức vi s thì hệ thức vi s thì mình, các bạn nhớ giúp là s bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia gì a trừ b đâu ạ? À? Đây trừ b này chia a, vậy là ra 2m cộng 1. Tiếp tục B bằng x1 nhân x2 bằng C chia A. C nè, A nè, vậy là M bình cộng 3. Được chưa ạ? Sau đó các bạn viết lại cái biểu thức đó. X1 chỉ định đối cộng x2 chỉ định đối bằng 10. Thì ở đây không phải là S nha các bạn. Bởi vì ở đây S của mình là không có chỉ định đối nè. Mà ở đây có chỉ định đối thì các bạn nhìn vào đây. Hàng này lớn hơn bằng 0. Hàng này lớn hơn bằng 0. Hàng này cũng lớn hơn không, thì để mất trị tuyệt đối các bạn bình phương hai vế nha. Đó, bình phương hai vế giúp lợi bình phương hai vế. Bình phương hai vế nha mọi người. Bình phương hai vế bằng 10 bình. À, 10 bình thì sẽ tương đương chỉ thì đó x1 bình cộng 2 lần chỉ thì đó x1 nhân chỉ thì đó x2 bằng xin lỗi cộng nha các bạn, chỉ đó x2 tất cả bình bằng 100. Sau đó các bạn nè, nhớ bình phương, vậy là cho thấy thằng này là số dương, bỏ chỉ
được chưa? Cộng hai thằng này, thằng này chị đổi, thằng này chị đổi, thì các bạn gom lại thành hai lần x1 nhân x2, được chưa? Cộng cho x2 bình, được chưa? Bình phương mất chị đổi bằng 100. Sau đó các bạn để gần lại nè, để gần lại nè, đây với đây để gần lại, vậy là x1 bình cộng x2 bình cộng 2 lần x1 nhân x2 bằng 100. Hàng này ra cái gì à? Các bạn nhớ giúp lợi, cô bạn có kêu bạn các bạn học thuộc cái này không ạ? Nếu có học thuộc thì các bạn nhớ giúp lợi s bình chữ trừ 2b, s bình chữ 2b cộng 2. Đây là ra b bằng 100. Vậy tương đương s nè, thế vào, vậy là ra là 2m cộng 1 tất cả bình trừ. Thì các bạn nhìn vào nè, các bạn nhìn kỹ nè, b của mình đúng không ạ? B của mình có phải là thằng này đúng không ạ? Thằng này lớn bằng không không ạ? Cộng thêm 3, vậy cái này lớn hơn hơn không. Vậy bỏ chị ra là chính nó, đây với đây trừ rút, các bạn hình dung không ạ? Rút luôn, thấy chưa ạ? Bằng 100, được chưa? Rồi thì các bạn tương đương nè, 2m cộng 1 tất cả bình, thì 100 này có phải bằng 10 bình không ạ? 10 bình thì hai này là mũ chẵn nha các bạn, thì các bạn muốn bỏ mũ thì các bạn lấy cộng trừ giúp lợi đó, bằng cộng trừ 10. Sau đó các bạn giải từng cái ra, vậy là 2m cộng 1 bằng 10, hoặc 2m cộng 1 bằng trừ 10. Và các bạn giải thì bạn sẽ ra gì ạ? À? Nhân chuyển qua chia nè, 10 chia 2 được 5, 5 trừ cho 1 là được 4. Tiếp tục 10 trừ 10 chia 2 được trừ 5, trừ 5 chuyển 1 qua là chữ trừ 6 hoặc. Và các bạn kiểm tra giúp lỡ coi m bằng 4 và m bằng trừ 6, coi có nhận không nha mọi người. Đây, x của mình lớn hơn bằng 1 thì ở đây là trừ 6 loại nè, và đây bằng 4 nhận nè. Vậy các bạn kết luận vậy m bằng 4, thỏa mãn để đề bài nha các bạn.